Nhảy dây nha, nhảy dây là một trong những bài tập tăng chiều cao nhanh, hiệu quả và cực kỳ tốt. Từ nhỏ lúc 10 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi mà người ta chơi nhảy dây và chơi liên tục thường xuyên tới bây giờ. Rồi, đây là một cái dây nhảy dây mình mới mua nè. Đó, đẹp không? Nó bằng dây kim loại, nhảy nó không có bị quấn dây vô nhau. Mặc dù giá thành của nó hơi mạnh một chút, nhưng mà nó cực kỳ tốt. Đây, xài thử cho coi nha. Đầu tiên á, bài đầu tiên là nhảy dây kiểu bình thường. 50 cái nha, vô nha. Rồi, xong rồi, 50 cái xong rồi, nhẹ vậy đó. Mới có 40 à. 50 rồi, em đến lộn rồi. Tốc độ nó nhanh lắm. Cái dây này có thể giúp các bạn đạt được vì cái vòng xoáy của nó ở đây nè, thấy cái vòng xoáy không? Nó là vòng xoáy hợp kim dạng cái ổ trục bi, gọi là cái trục xoay này á. Trong cái vật lý cơ khí nó là một dạng trục xoay mắc ếch, nó rất là xoay rất là nhanh và rất là nhạy, nên khi mà đập nhanh á nó sẽ hỗ trợ các bạn xoay rất là tốt. Rồi, bài số 2, nhảy dây với liên luân phiên cứ 10 cái mỗi bên chân là chúng ta sẽ đổi chân, nghĩa là nhảy một chân ha nha. Rồi, rồi những bài nhảy một chân á sẽ kích thích cái nhóm cơ bắp chuối của bạn và kích thích gia tăng dài phần xương chân ở đó. Rồi, và số 3 chúng ta sẽ nhảy chạy 5 cao gối nha. Rồi, dài quá, từ vô nhịp nè. Rồi, đầu đó. Ôi, 100 cái rồi. Chém. Thế giờ đếm nhịp mỗi bên chân. Nãy giờ mỗi bên chân qua là 3, 4 mấy nhịp rồi. Rồi, và tiếp theo mấy phút rồi? 3. 3 phút hả? Rồi, thêm một bài nữa nha. Nhảy dây chúng ta sẽ bật mạnh chân lên hơn một chút. Rồi, sau đó là quay 2 vòng. Các bạn lưu ý là ở nhà các bạn tập á, nhớ mang giày nha, tại vì sáng tôi đi mưa giày tôi nó ướt nên giờ tôi phải bắt buộc tập chân không nha, đừng bắt chước tôi đi chân không nha, mang giày nha. Rồi, bây giờ sẽ nhảy 10 combo như vậy nha. Nhảy dây nó bốc mỡ bụng cực kỳ nhanh, hao calo rất là lớn. Rồi, vô nè. Mỗi ngày, mỗi sáng, 5 phút sáng, 5 phút chiều, ngày nào cũng tập, tập càng nhiều càng tốt. Đảm bảo thể lực thôi, nó chả có vấn đề hết trơn. Nâng cao thể lực cho bạn, đốt mỡ cho bạn, tim mạch của bạn khỏe hơn, gia tăng chiều cao, kích thích và cơ bắp chân. Đó là tốt, tập đi. Mệt quá. Rồi,